Hành trình mỗi ngày mới là chuyến đi của hai bà cháu. Nam đi học, nội đi bán. Số cậu ơi! Không miếng đất cắm dùi, bà Nô đi làm cỏ kính đất thuê. Năm năm nay, sức khỏe yếu dần, bà đi bán vé số để nuôi cháu. Mỗi tấm vé người ta ủng hộ là góp thêm sức cho Nam đi học. Rồi vậy con ơn nha con. Nói bà nội ơi, cho con xin học tới lớp 7 con nghỉ, con đi làm với anh ai, đừng về lo bà nội. Bà nội mất sớm quá, bà nội già rồi. Con sợ bà nội chết bỏ con. Trong gian nhà nhỏ, mùa nắng đổ mồ hôi, mùa mưa nước tạt đầy, chỉ có hai bà cháu nương tựa bên nhau. Cha mất, mẹ bỏ đi, một tay bà nội bồng ẩm Nam từ lúc 8 tháng tuổi. Căn bệnh hen suyễn khiến em yếu ớt, mỗi tháng là nhập viện cả tuần liền. Kể với nội là con ở trường con được mấy điểm là nội vui. Thế lớp 9 con lại bằng lớp 9 con đi học. Nuôi nội. Nội lo không được, không có sao đâu. Cứ đi học, đừng sợ gì hết trơn. Nội lo. Với dầu cầu giang long tinh. Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Sự tần tảo của nội là con đường vững chắc để Nam bước vào cuộc đời. Và Nam sẽ viết tiếp những ước mơ đổi đời của nội.